rất nhanh. Quốc Huy đưa bóng ra, cơ hội 2-1 dành cho trung vệ thủ Nguyễn Thi Lợi. Tình huống dứt điểm cận thành đơn giản của số 11 Anh Linh. Tốt quá. Như vậy đã có bàn thắng dành cho trung học phổ thông Quảng Xương. Người ghi bàn đó là Minh Thắng. Có biết được. Hoàng Huy rất căng, rất tuyệt vời và đã có bàn thắng dành cho các thủ hiệu Hồng Rồng. Vô cùng cảm xúc với pha dứt điểm vừa rồi của số 14 Hoàng Huy. Rất nguy hiểm và đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho Nguyễn Thị Lợi. Người ghi bàn là đội trưởng mang áo số 7 Hoàng Quang. Xem lại tình huống mà số 7 đã có một pha đánh bóng cận thành rất tuyệt vời. Hơn 10 phút nữa. Đánh đầu! Và đã có bàn thắng đang bằng cách biệt dành cho thủ thông Chu Văn An. Tình huống công chiến vô cùng đẳng cấp của số 8 Hoàng Anh. Tình huống bật nhảy rất tốt của số 8. Quả bóng làm chúng ta liên tưởng tới tiền đạo Erling Haaland của rất nhanh. Quốc Huy đưa bóng ra, cơ hội 2-1 dành cho trung vệ thủ Nguyễn Thi Lợi. Tình huống dứt điểm cận thành đơn giản của số 11 Anh Linh. Hãy cùng xem lại tình huống đi bóng rất tốt của số 9. Và đó là một pha chuyền bóng dọn cỗ, phần việc còn lại dành cho anh Linh Lập. Ngọc Phiền, cú sút vào giữa khung thành của Ngọc Phiền. 1-0 dành cho trung học phổ thông Sông Sơn. Thái Nam chính xác, cú sút rất tốt của Thái Nam. Quang Anh 2-1 cho chúng tôi hôm nay. Cú sút rất tốt của Quang Anh. Cú sút vào góc chết. Tiến đạt 2-2. Người sút có quyết định đó là Phú Quốc. Nếu như Phú Quốc thực hiện quả thành công này thì tối nay anh sẽ bước vào. Phú Quốc rất tốt. Như vậy là hai đội sẽ sút 5 quả. Hữu Thắng, cú sút rất tốt của Hữu Thắng. Anh bình tĩnh. Người sút tiếp theo bên tối thành đó là Minh Hiếu, thủ môn. Thắng được Tuấn Kiệt. Minh Hiếu, cú sút khá căng. Như vậy tối thành đã vào bán kết. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đón theo trận đấu giữa trung học phổ thông Sầm Sơn và trung học phổ thông. Như vậy đã có bàn thắng dành cho trung học phổ thông Quảng Xương. Người ghi bàn đó là Minh Thắng. Cú sút khá nhanh. Đường chuyền nổi của Tuấn Dương đã dành cho Văn Thắng. Văn Thắng đã ra chân rất nhanh. Sau bao nhiêu cơ hội anh cũng ra đúng sẵn sàng thì lần này vào Hoàng Hải vẫn tắt đúng chân cú sút một đều.
pha xử lý khá tốt. Như vậy tỷ số trận đấu đang là 1-0. Cảm xúc với pha dứt điểm vừa rồi của số 14 Quang Huy. Quang Huy đã lập công chuộc tội sau một tình huống đá phạt bèn công thành công. Thì Quang Huy đã có một tình huống dứt điểm từ rất xa, bóng chạm vào một cầu thủ làm đội hướng và bó tay hoàn toàn từ Thanh Hoàng Việt.